xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tầm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 1 Sách chân trời sáng tạo của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Chủ đề: phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10. Bài: Em làm được những gì? Cô mời các em hãy mở sách giáo khoa trang 70. Chúng mình cùng nhau học bài nhé. Chúng mình cùng nhau quan sát bài tập số 1. Bài tập số 1 yêu cầu như sau: bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10. Ý A: đọc bảng cộng theo hàng, theo cột, theo màu. Trước tiên các em hãy quan sát. Đây là cột dọc, đây là hàng ngang, còn đây là những màu sắc. Chúng mình sẽ đọc lần lượt các phép tính theo cột dọc, hàng ngang và theo màu. Ví dụ, cột dọc chúng mình đọc lần lượt từ trên xuống dưới, hàng ngang chúng mình đọc từ trái sang phải, và theo màu thì chúng mình thấy ở đây là màu xám. Mình sẽ tìm những phép tính có màu xám để chúng mình đọc. Rồi ô màu hồng, chúng mình sẽ đọc những phép tính màu hồng. Màu xanh nước biển, mình sẽ tìm những phép tính có màu xanh nước biển. Rồi tiếp tục là màu vàng. Đấy, chúng mình cứ đọc lần lượt theo từng màu như thế để chúng mình đọc thuộc lại bảng cộng mà các em đã học trong phạm vi 10. Về phần đọc này thì cô giáo mời các bạn hãy tự luyện đọc thuộc cái bảng cộng này để chúng mình còn vận dụng vào trong quá trình học tập nhé. Tiếp theo đó là đọc bảng trừ theo hàng ngang, theo cột. Ở bảng trừ này thì chỉ yêu cầu các bạn đọc theo cột và theo hàng thôi, tức là đọc theo cột dọc và theo hàng ngang. Đọc cột là từ trên xuống dưới, còn hàng ngang là từ trái sang phải. Như vậy các em sẽ tự luyện đọc thuộc bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 nhé. Tiếp tục cô trò chúng mình cùng nhau làm bài tập ý C. Đọc 4 phép tính từ sơ đồ sau. Các em hãy quan sát sơ đồ. 8, 2, 6. Đây là sơ đồ cấu tạo của số 8. 8 gồm 2 và 6. 8 gồm 6 và 2. Vậy từ sơ đồ này chúng mình có thể viết được 4 phép tính, đó là 2 phép tính cộng và 2 phép tính trừ. Đó là 2 cộng 6 bằng 8, 6 cộng 2 bằng 8, 8 trừ 6 bằng 2, 8 trừ 2 bằng 6. Như vậy từ mô hình trên chúng mình viết được 4 phép tính, đó là 2 phép tính cộng và 2 phép tính trừ. Như vậy cô trò chúng mình đã hoàn thành bài tập số 1. Tiếp tục cô trò chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau: tính nhẩm. Chúng mình thực hiện tính nhẩm các phép tính cộng trừ trong phạm vi 10 mà các con đã được học. Bây giờ các con hãy bấm dừng hình để chúng mình làm bài tập nhé. Chúng mình cùng nhau chữa bài nào. 5 cộng 3 bằng 8. 1 cộng 8 bằng 9. 3 cộng 4 bằng 7. 8 trừ 5 bằng 3. 10 trừ 6 bằng 4. 9 trừ 8 bằng 1. 7 cộng 1 bằng 8. 10 trừ 8 bằng 2. 8 trừ 7 bằng 1. Như vậy chúng mình đã thực hiện tính nhẩm được các phép tính cộng trừ trong phạm vi 10. Tiếp tục cô trò chúng mình cùng nhau làm tiếp bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 yêu cầu chúng ta điền số vào ô trống còn thiếu. Ở đây để điền được số vào ô trống còn thiếu, các em phải thuộc bảng cộng, bảng trừ để mình có thể điền số còn thiếu vào ô trống đấy. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình điền kết quả nhé. Cô trò chúng mình cùng nhau chữa bài nào. 6 trừ 5 bằng 1. Vậy 5 cộng mấy bằng 6? 5 cộng 1 bằng 6. Như vậy chúng mình thấy ở đây là phép tính 6 trừ 5 bằng 1. Và ngược lại, chúng mình có phép tính đó là 5 cộng 1 bằng 6. 6 cộng mấy bằng 8? 6 cộng 2 bằng 8. 8 trừ 6 bằng mấy? 8 trừ 6 bằng 2. 6 cộng mấy bằng 10? 6 cộng 4 bằng 10. 10 trừ 6 bằng mấy? 10 trừ 6 bằng 4. Như vậy, chúng mình đã điền được các số còn thiếu vào ô trống để chúng mình có phép tính cộng trừ phù hợp rồi đấy. Chúng mình làm tiếp bài tập số 4 nhé. Bài tập số 4 ý A yêu cầu chúng mình điền kết quả 3 trừ 1 bằng mấy. Chúng mình hãy dựa vào bức tranh ở phía trên để chúng mình điền kết quả vào ô trống. Ở đây chúng mình thực hiện như sau. 3 ở đây là có 3 quả, rụng xuống 1 quả thì còn lại ở trên cây là 2 quả. Vậy chúng mình sẽ điền được là 3 trừ 1 bằng 2. Tiếp tục có 2 quả trừ 1 quả. Vậy chúng mình viết được phép tính 2 trừ 1 bằng 1. Tiếp theo đó là 3 trừ 3. Ở đây chúng mình sẽ thực hiện 3 trừ 3 bằng 0. Hai số giống nhau trừ nhau thì bằng 0. Tiếp tục 1 trừ 1 cũng bằng 0. Ở đây có 3 quả, không rụng quả nào, tức là 3 trừ 0 thì vẫn bằng 3. Vậy số 0 trong phép trừ chúng ta lưu ý như sau. Số nào trừ đi 0 cũng bằng chính số đó. Và hai số giống nhau trừ cho nhau thì cho kết quả bằng 0. Tiếp tục chúng mình làm bài tập ý B. 4 cộng 0. Chúng mình hãy vận dụng số 0 trong phép cộng và phép trừ để chúng ta làm bài nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để tính nhẩm kết quả. Chúng mình cùng nhau nêu kết quả nhé. 4 cộng 0 bằng mấy? 4 cộng 0 bằng 4. 0 cộng 4 cũng bằng 4. Vì trong phép tính cộng, các số đổi chỗ cho nhau thì kết quả không thay đổi. Và ở đây, số nào cộng với 0 cũng bằng chính số đó. Và 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó. 4 trừ 0 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. Số nào trừ đi 0 cũng bằng chính số đó. Và hai số giống nhau trừ cho nhau thì cho kết quả bằng 0. Tiếp tục chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập số 5 nhé. Bài tập 5 yêu cầu như sau. Làm sao để tìm đuôi cho rắn? Các em lưu ý đây là hình ảnh những chú rắn. Và đây là phần đầu, còn đây là phần đuôi. Nhưng chúng mình sẽ cùng nhau tìm phần đuôi cho chú rắn thích hợp. Để chúng ta tìm được đuôi cho chú rắn thích hợp, chúng mình hãy quan sát ở trên đầu, trên mình của con rắn có phép tính. Và đuôi cũng có phép tính cộng trừ trong phạm vi 10. Nhiệm vụ của các em là phải thực hiện tính kết quả của các phép tính trên mình con rắn và đuôi con rắn. Sau đó chúng mình sẽ tìm và nối đầu và đuôi cho phù hợp. Ví dụ 3 cộng 3 bằng 9, 10 trừ 3 bằng 7, 3 cộng 7 bằng 10. Tiếp tục chúng mình thực hiện đuôi tính kết quả đó là 2 cộng 5 bằng 7, 10 trừ 1 bằng 9, 2 cộng 8 bằng 10. Như vậy chúng mình đã tính được kết quả của các phép tính cộng trừ ở mình và đuôi con rắn. Bây giờ nhiệm vụ của các em sẽ tìm hai phép tính nào có kết quả bằng nhau thì nối vào với nhau. Đó là các em cũng đã tìm được đuôi cho con rắn rồi đấy. Con rắn màu tím có kết quả là bằng 9, chúng mình sẽ nối đến cái đuôi có số 9. Con rắn màu xanh có kết quả bằng 7, chúng mình sẽ nối đến cái đuôi có kết quả là bằng 7. Con rắn màu vàng, màu cam là có kết quả bằng 10, chúng mình sẽ nối đến cái đuôi có kết quả bằng 10. Và như vậy chúng mình đã tìm được đuôi cho rắn rồi đấy. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm bài tập số 6. Tìm đuôi cho cáo. Ở bài này cũng giống như bài tập số 5, các em phải thực hiện tính kết quả và sau đó chúng ta sẽ nối vào kết quả cho thích hợp. Ở đây là cái đuôi của con cáo nó có cái phép tính, đó là 2 lần dấu phép tính, thì các em sẽ thực hiện lần lượt từ trái sang phải, lần lượt từng phép tính. Chúng ta thực hiện như sau: 7 - 2 = 5, 5 + 4 = 9. Lúc này chúng mình sẽ nối cái đuôi con cáo này với hình con cáo là số 9. 10 - 2 = 8, 8 + 0 = 8. Chúng mình nối đến con cáo số 8. 2 + 3 = 5, 5 + 5 = 10. Chúng mình sẽ nối đến số 10. Như vậy chúng mình đã tìm được đuôi cho các chú cáo rồi đấy. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm bài tập số 7 nhé. Bài tập số 7 yêu cầu như sau: xem tranh và viết một phép cộng thích hợp. Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô biết nhóm đằng trước có bao nhiêu bạn học sinh? Các em ạ, nhóm đằng trước có 4 bạn học sinh đấy. Vậy nhóm đằng sau có mấy bạn học sinh? Nhóm đằng sau có 6 bạn học sinh. Vậy có 4 bạn thêm 6 bạn, có tất cả là mấy bạn? Có 4 bạn thêm 6 bạn, có tất cả là 10 bạn đấy. Vậy chúng mình sẽ viết được phép tính tương ứng, đó là 4 + 6 = 10. Chúng mình đọc lại phép tính cho cô: 4 + 6 = 10. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm bài tập số 8. Bài tập số 8 các em nghe cô đọc: có 10 bạn chơi trốn tìm, trong tranh vẽ thiếu mấy bạn? Em hãy viết một phép tính thích hợp. Để chúng mình biết được trong bức tranh còn thiếu mấy bạn đang chơi trốn tìm, thì mình sẽ lấy tổng số bạn là 10 bạn, trừ đi số bạn đang chơi trốn tìm, thì chúng mình sẽ tìm ra số bạn còn thiếu đấy. Vậy chúng mình cùng nhau đếm xem có bao nhiêu bạn đang chơi nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có 7 bạn đang chơi. Vậy chúng mình sẽ có phép tính, đó là 10 - 7 = 3. Cô mời các em hãy đọc cho cô: 10 - 7 = 3. Như vậy chúng mình có thể trả lời trong tranh còn vẽ thiếu 3 bạn. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh, comment để nêu ý kiến của bạn, đăng ký